Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã ra đề thi cho các em ôn tập học kỳ 1 rồi, đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hoàn thành tiếp ở cái học kỳ 2, và thầy sẽ làm ở cái phần luyện tập của cái bài 3, đó chính là giải phương trình bằng cách là phương pháp thế, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 15 nhé. Rồi, chúng ta có bài 15. Chắc thầy ghi đề rồi, thầy sẽ đẩy lên tại vì phía dưới thì nó cấn khó, rất khó viết các em ha. Cái đề chúng ta như thế này: x cộng 3y bằng 1, a mũ 2 cộng 1, x cộng 6y bằng 2a. Nghĩa là giải cái hệ phương trình này trong mỗi trường hợp sau. Nghĩa là cái trường hợp thứ nhất của chúng ta là a bằng âm 1, a bằng 0 và a bằng 1, có 3 trường hợp như vậy. Bây giờ thầy sẽ giải cho các em a bằng âm 1 nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái trường hợp 1 đi. Ở đây là a bằng âm 1. Thì khi mà a bằng âm 1 thì chúng ta thế vào đâu? Đó chính là chúng ta thế vào chỗ đây và chỗ này. Nghĩa là chúng ta thế âm 1 vào. Các em hiểu nào? Như vậy các em ghi là các em ký hiệu đây là 1 đi. Thế a bằng âm 1 vào 1 ta được nha các em nha, phải trình bày như thế. Như vậy x cộng 3y bằng 1 cứ để đó, đúng nào, thế vô chỗ đây. Như vậy thì ta thế vô nghĩa là âm 1 mũ 2 cộng cho 1 x cộng 6y bằng 2 nhân cho âm 1, đúng chưa? Rồi thầy đẩy lên, ta để tương đương này, tương đương tiếp x cộng 3y bằng 1 để đó. Cái này âm 1 mũ 2 cộng 1 thì âm 1, âm 1 mũ 2 thì cũng bằng 1, 1 cộng 1 thì bằng, đây là 2x cộng 6y thì bằng gì? Âm 2. Có đúng không các em? Đó, âm 2, tại vì 2 nhân âm 1 là âm 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngay chỗ đây chúng ta sẽ suy ra. Ta tương đương đây. Đây thầy giữ x bằng 1 trừ cho 3y. Cái đúng nào? Thầy thế cho chỗ đây. Thầy lấy x ở đây thế cho phương trình 2 đây. Như vậy thầy sẽ trở thành là 2 nhân, bây giờ x thầy sẽ thế bởi là 1 trừ 3y thế luôn, cộng 6y bằng âm 2 ha. Đó, các bạn hiểu nào? Tương đương tiếp x bằng 1 trừ 3y, cái này người ta nhân vô, ta có 2 nhân cho 1 là 2, 2 nhân âm 3 là âm 6y, cộng 6y bằng âm 2. Cả đúng nào? Đó, chúng ta tương đương tiếp x bằng 1 trừ 3y. Như vậy âm 6y, âm 6y với lại là cộng 6y thì là ở đây bên đây là bằng 0y, chúng ta đừng ghi là số 0 ha. Chúng ta chuyển cái 2 này qua đây, nghĩa là trừ 2, trừ 2 bằng trừ 4, đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 0y mà trừ 4. Như vậy chúng ta có tìm được cái y nào mà nhân cho 0 bằng âm 4 không em? À không. Như vậy chúng ta kết luận ở đây vậy hệ đã cho như nào? Vô nghiệm. Tại vì chúng ta không thể nào tìm được cái nghiệm y nào đó mà nó thỏa mãn y nhân 0 bằng âm 4 cả. Các em hiểu chưa? Đó chính là trường hợp 1 của các em. Các em nhìn lại một lần nữa đây. Thấy chưa? Thế vào. Vào. Đó. Ok. Ok, cùng B rồi đó. Rồi, đi sang trường hợp 2 nha. Rồi, như vậy thì trường hợp 2 của chúng ta đó chính là A bằng 0 nha các em nha. Như vậy A chúng ta là trường hợp 2. Nên là A bằng 0. A bằng 0. Chúng ta ký hiệu đây, ta thế a bằng 0 vào 1 ta được, được chưa? Như vậy chúng ta có là x cộng 3y sẽ bằng 1, chúng ta thế chỗ đây. Như vậy thì nó trở thành là 0 mũ 2 cộng 1 x cộng 6y bằng 2 nhân 0, có đúng không nào? Đây tương đương. Ta tương đương tiếp
Như vậy x cộng 3y bằng 1, cứ để đó đi. 0 mũ 2 thì bằng 0, cộng 1 thì nó bằng 1, 1 nhân x đó chính là x cộng 6y, 2 nhân 0 là 0. Đúng không? Ta tương đương. Như vậy x của chúng ta đây là bằng 1 trừ cho 3, 3y. X cộng 6y thì bằng 0, để đó. Đúng không? Tiếp tục. Chúng ta tương đương tiếp. Như vậy thì thầy sẽ thế vào đây. Như vậy thì x bằng 1 trừ 3y, thế chỗ đây trở thành 1 trừ 3y cộng 6y bằng 0, tương đương x bằng 1 trừ 3y, để đó. Như vậy thì 1 trừ 3y cộng 6y thì bằng cộng 3y bằng 0, có đúng chưa? Tương đương tiếp. Như vậy x bằng 1 trừ 3y, như vậy đây 3y sẽ bằng âm 1. Như vậy x ở đây sẽ bằng 1 trừ 3y. Như vậy y đây sẽ bằng là âm 1 phần 3. Thế cho chỗ đây luôn nha các em nha. Thế vào. Ta tương đương tiếp. Như vậy x này sẽ bằng 1 trừ 3. Mà y của chúng ta là bằng âm 1 phần 3 đúng không nào? Âm 1 phần 3. Đây y bằng là âm 1 phần 3 này. Ta cứ giải tương đương như vậy các em nha. Như vậy x này sẽ bằng là 1 trừ nhân trừ này, trừ nhân trừ thì thành cộng này, 3 nhân 1 phần 3 thì bằng 1, y bằng âm 1 phần 3, để đây, mà 1 cộng 1 thì bằng 2. Chúng ta kết luận ở đây, vậy hệ có nghiệm duy nhất đó chính là bao nhiêu với em? Đó chính là 2 với âm 1 phần 3. Đó, đã rõ chưa? Đây nghe. Bài này khá dài. Một bài mà tới 3 trường hợp thì rất là dài. Dài nhưng mà quan trọng mình làm có ra không. Chứ mà dài mà làm không ra nữa thì miếng mỏi. Chứ mà làm mà ra thì cũng ok, chứ cũng không có vấn đề hết. Chúng ta cần ham làm nữa đúng không? Các em mà thấy hay thì nhớ xuất hiện quảng cáo, thì nhớ click quảng cáo vào nha. Nhấp quảng cáo vô rồi để ủng hộ thầy nha các em nha. Rồi chúng ta đi sang bài ở trường hợp 3 nha. Rồi trường hợp 3 chúng ta là a bằng 1 các em nhé. Đây có a bằng 1, chúng ta ký hiệu đây 1 ơi. Thế a bằng 1 ta ghi đây là thế a bằng 1 vào 1 nhá, ta được ok, ta tương đương thế vô đây. Như vậy x cộng 3y cứ để đó đi, chỗ này và chỗ này đúng không nào? Thì hồi nãy ở hai trường hợp kia thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ thế cho chỗ đây. Như vậy thì chúng ta có là 1 mũ 2 cộng 1 x cộng 6y bằng 2 nhân 1, đúng chưa? Thì đẩy lên nha, ta tương đương tiếp. Như vậy x cộng 3y bằng 1, ta có là 1 mũ 2 thì bằng 1, 1 cộng 1 thì đây là bằng 2x này, cộng đây là gì? 6y này sẽ bằng 2. Có đúng không? Bây giờ ta tương đương. Từ đây ta có x là bằng 1 trừ 3y. Thế chỗ đây. Như vậy 2 x chỗ đây không? Thế cho luôn. Thì nó sẽ trở thành là 1 trừ 3y cộng 6y bằng 2. Đúng chưa? Chúng ta tương đương ở đây là x sẽ bằng là 1 trừ trừ 3y. Nên ta có 2 nhân 1 là 2 trừ 6y cộng 6y bằng 2. Ta tương đương ở đây là gì? X bằng 1 trừ 3y. Trừ 6y với trừ 6y là bằng 0y. Ta có 2 trừ 2 đây cũng là bằng 0. Như vậy chúng ta tìm được bao nhiêu cái y mà bao nhiêu cái nghiệm y này mà thế vào thì 0 nhân y bằng 0. Đó chính là vô số đúng không nào? Như vậy chúng ta kết luận dùm thầy đây là tương đương ở đây là x sẽ bằng là âm 3y cộng 1, và y ở đây là thuộc gì các em? Thuộc r đúng không nào? Vậy hệ có vô số nghiệm nha các em, vô số nghiệm công thức nghiệm
tổng quát đó chính là x sẽ bằng là âm 3y cộng 1 và y thuộc r, được chưa? Đây các em đã rõ chưa? Thế vô một bài mà đã hơn 10 phút rồi các em. Tiếp tục chúng ta đi sang bài 16 nha. Tới đâu hay tới đó nha các em nha. Nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy nha các em nha. 16. Rồi, người ta yêu cầu các em là giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế các bài 16 và 17. Nghĩa là bài 16 ta có 3 câu yêu cầu là giải bằng phương pháp thế ha. Ok, bài 16. Câu A nó có là 3x trừ y bằng 5, 5x cộng 2y bằng 23. Bây giờ chúng ta thấy này, về xét về hệ số là cái phương trình thứ nhất này, đây là 3, đây 1, thì thứ hai là đây 5, đây 2, thì theo thầy thì cứ phải nên đây phải suy ra y nha em nha, tại vì hệ số nó là 1, theo thầy là như vậy. Các em cứ phải lựa cái hệ số 1 để chúng ta suy ra như vậy. Ở đây chúng ta có, nếu y chúng ta chuyển qua đây là trở thành là 3x bằng là 5 cộng y. Như vậy thầy chỉ y sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là chuyển qua đây thì nó sẽ trở thành là 3x bằng 5 cộng y. Thì y sẽ bằng là 3x trừ 5, đúng không nào? 3x trừ cho 5. Thầy làm nhanh qua một bước em. Các em có hiểu không nhỉ? Hả? Thầy nói lại này, cái y này âm đúng không? Nếu mà dương ấy, thì thầy sẽ chuyển x này qua rồi, nhưng mà đây âm, thầy bị chuyển này qua cho dương đã, nghĩa trở thành là 3x bằng 5 cộng y. Như vậy y này sẽ bằng là chuyển cái số 5 qua ngược trở lại là trở thành 3x trừ 5. Đây, thấy chưa? Ta tương đương tiếp là y này sẽ bằng là 3x trừ 5. Chúng ta thế chỗ nào có y chúng ta thế vô, thế chỗ đây này. Như vậy trở thành là 5x cộng 2. Bây giờ nhân, bây giờ thầy ghi y nữa mà thầy sẽ ghi trở thành là 3x trừ 5 sẽ bằng 23. Hiểu không nào? Tương đương tiếp y sẽ bằng 3x trừ 5. Như vậy 5x ta nhân vô, 2 x 3 là 6x, âm 10 đúng không nào, bằng 23. Ta tương đương luôn, y sẽ bằng 3x trừ 5, cứ ghi lại em, 5 cộng 6 là 11, phải không? Chuyển ở đây qua để 11x này, chuyển ở đây qua là 10 cộng 23 là bằng 33. Ta tương đương ở đây. Như vậy x này sẽ bằng là 33 chia 11 thì bằng 3. Ta thế vô đây luôn nha. Như vậy y này sẽ bằng 3 nhân cho 3 trừ 5. Như vậy 3 nhân 3 thì bằng 9 trừ 5 thì bằng 4. Thấy chưa? Đó. Vậy hệ có nghiệm duy nhất, nghiệm duy nhất đó chính là gì các em? X bằng 3, y bằng 4 nha. Duy nhất đây chính là 3, 4. Ok, 16 đấy. Em ghi không kịp hay là không hiểu thì bấm dừng lại và tua lại các em nhé. Còn hiểu và kịp thì thôi. Ta đi sang câu B. Câu B này, 3x cộng 5y bằng 1, 2x trừ y bằng âm 8 đúng không? Ta tương đương. Giờ chúng ta xét cái hệ số này, 3 đây 5, đây 2 đây âm 1 đúng không? Cái này nó lại giống như ở câu A các em, âm chuyển qua rồi, thầy chuyển qua để cho em hiểu này. Chứ không nãy thầy làm cái bước kia thầy sợ em không hiểu. Đây là 2x, âm 8 ghi lại, ta chuyển trừ y qua đây cộng y này, được chưa? Tương đương tiếp. 3x cộng 5y bằng 1. Bây giờ y dương rồi này, thầy giữ y này lại, thầy chuyển âm 8 ở đây, nghĩa là trở thành là 2, y nó sẽ bằng là 2x cộng 8. Như vậy thầy ghi như này cho nó dễ hiểu không nè, phải không? Đó, thấy rõ chưa? Bây giờ thầy thế vô, 3x để đó cộng 5, y bây giờ thầy sẽ trở thành là 2x cộng 8 sẽ bằng 1. Y bằng 2x cộng 8 ghi lại đi, được chưa các em? Tương đương tiếp thầy chưa hết bài nữa em ạ. 3x 5 nhân cho 2 là 10x cộng
5 x 8 là 40 bằng 1. Y sẽ bằng 2x cộng cho 8. Được chưa? Chúng ta tương đương 3 cộng 10 là bằng 13. 13x bằng bên đây là 1 trừ 40 đúng không? Đây y bằng 2x cộng 8. Tương đương tiếp 13x sẽ bằng 1 trừ 40 là bằng âm 39. Như vậy y đây bằng là 2x cộng cho 8 này. Được chưa? Tương đương tiếp ở đây. Như vậy thì x sẽ bằng là âm 39 chia cho 13 thì sẽ bằng âm 3. Ta thế cho đây luôn, 2 nhân ở đây là âm 3 cộng 8. Như vậy 2 nhân âm 3 là âm 6 cộng 8 thì bằng 2. Có đúng không nào? Như vậy thì vậy hệ có nghiệm duy nhất đó là âm 3 2. Được chưa nào? Rồi đấy. Con thầy đang khóc em, lì ghê lắm. Đó. Đó, ok. Chúng ta đi sang câu C đó. Rồi, chúng ta đi sang bài 16 câu C. Ta có là x trên y á là bằng 2/3. X cộng y trừ 10 á thì là bằng 0. Rồi. Như vậy thì từ ở đây, chỗ đây là em. Thì chúng ta tương đương x này sẽ bằng là lấy y này này nhân chéo ở đây thì nó sẽ trở thành 2/3 nhân y. Chúng ta thế cho chỗ đây. Đây, thế cái x này này bạn thế cho vô chỗ đây luôn. Nghĩa là bây giờ x này thầy không ghi x nữa mà trở thành là 2/3 y cộng cho y. Trừ 10 này thầy chuyển qua bên đây là trở thành là cộng 10. Đúng không? Tương đương tiếp như vậy ở đây x sẽ bằng 2/3 y. 2/3 mà cộng 1 nha. Chúng ta bấm máy tính luôn nha các em nha. 2/3 cộng cho 1 sẽ bằng là 5/3 các em ha. 5/3 y bằng 10. Ta tương đương luôn. Như vậy x ở đây sẽ bằng 2/3 y ha. Y này sẽ bằng 10 chia cho 5/3 ha. Tương đương tiếp x sẽ bằng 2/3 y. Và y này sẽ bằng 10 chia 5/3. 10 chia thì nhân nghịch đảo trở thành là nhân cho 3/5. Và 10 chia 5 thì bằng 2. 2 nhân 3 là bằng 6 thôi. Ta tương đương vô đây. 2/3 nhân đây cho 6. 6 chia cho 3 thì được 2. Đây bằng 4. Và y này bằng 6. Có đúng chưa? Vậy hệ có nghiệm duy nhất đó chính là 4, 6. Ok các em. Đó, câu C này nha. Đó. Rồi. Như vậy thì tới đây thầy thấy cũng là phút 18 rồi. Như vậy thì thầy cũng xin chào, hẹn gặp lại các em trong cái tiết 2 thầy giải các em bài 17, 18, 19. Nếu em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và luôn luôn ủng hộ kênh của thầy và cô nhé. Xin cảm ơn các em và chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.